lâu anh biết rồi về hả? Còn 8 tháng nữa mới về. Đi bếp xin đi có xíu à. Em còn ở trong đơn vị, em ở Phú Nhuận luôn á. Đơn vị kiểu cách nhà có cây xíu à. Năm sau Tết sớm mà tầm ngày 5 tháng 1 em về. Để xa sao không có được đi dân quân này quá, bệnh luôn, luôn mèo. Đi 2 năm dọn xong với lại 3 tháng đầu em có thông con không về lại đây. Nhà con người quen, tôi đi tính tiền về đây không phải em đi quay. Giờ sếp rủ em đi bánh cầu rồi đưa về sân cũ. Giờ sếp nói em giờ tao đánh 2-6 có tiền thì mẹ nhà đi, ngày nào không có gì làm tao cho mày đi bánh cầu. Thank you.
ngoài. Thank you.